Sáng nay, hơn 1.000 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đồn làm bài thi môn chuyên. Năm học 2021-2022, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đồn là 300 học sinh. Trong đó, học sinh Đà Nẵng là 280 em, Quảng Nam là 20 em. Cụ thể, môn toán 60, ngữ văn 25, vật lý 50, lịch sử 10, hóa học 35, địa lý 10, tiên học 20, tiếng Anh 35, sinh học 35, tiếng Pháp 10, tiếng Nhật 10, ba môn thi cử văn toán ngoại ngữ thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông sẽ được tính hệ số 1, môn chuyên được tính hệ số 3.